Mình sẽ làm giải pháp nha mọi người. Con khùng kì đâu kìa. Tình ghê đúng á. Xin chào làm việc quá. Hơi một cái nữa. Tốt nhà nghỉ. Nó đừng cái gì.
Ausser complex NGB. Chứ nghe không? Mà báo cho ba ra con biết là bắt canh ra đi qua đời rồi nha. Ông. Ông đi nhồi máu cơ tim. Đó ông. Mình tâm là chồng bà Lan đấy. Dạ. Anh ơi mong cùng nhau dạ. Ghé với bên Du Bình đấy. Dạ. Chiều nay hả ông? Chiều nay. Dạ. Nhồi máu cơ tim. Dạ. Để cho nó vậy. Bảo cho ba ra mà cho con nha. Dạ. Ông về không được. Con mà đi trước cho luôn rồi. Con rể không? Rể nhưng mà rể con riêng của ổng chứ cũng con riêng của vợ. Nhiều máu cơ tim. Hả? Nhiều máu cơ tim. Mấy bữa không khỏe lắm. Sáng đi uống cà phê. Bây giờ thì bị nhồi máu cơ tim lắm. Nhiều. Đột quỵ với nhồi máu cơ tim nhiều. Lại cái gió điện thoại rồi đèn xuống trưng rồi.